Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến ăn bánh canh Trảng Bàng nha. Hôm nay chúng ta ăn bánh canh Nam Dung. Bánh canh này nó nằm ở trên đường Lộ Hồng Nam, ấp Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hôm nay thì tôi đi cái trong một cái buổi tĩnh tâm của nhà thờ Tha La, thì tôi sẽ nếu mà mình đến Trảng Bàng mà mình không có ăn được cái bánh canh Trảng Bàng thì đó là một cái thiếu sót. Nào, ta quay ăn bánh canh Nam Dung hai, rồi chúng ta sẽ bước vào trong coi ăn bánh canh ha quý vị các bạn. Đặc sản của Trảng Bàng thì là bánh canh Nam Dung. Bánh canh Nam Dung, cái bánh canh này nó có vài chi nhánh cho nên khi quý vị đi quý vị sẽ thấy đây là cái bánh canh Nam Dung ha. Đây quảng cáo thôi để mà ăn bánh canh Trảng Bàng. Này có bánh bò. Đây khô này, khô cá gì không biết luôn. Đi vô mấy lần ngồi ăn hay sao em? Em đang ngồi trong đó rồi anh. Dạ. Quay phim khô cá sử, một nắng đặc sản nổi tiếng Campuchia. Quý vị thấy không, bánh canh Nam Dung Hoàng Mười. Ngộ quá quý vị và các bạn. Bánh tráng mà bây giờ là bỏ chung với lại sa tế bán một bịch to vậy. Cay lắm. Tôi coi có cái gì mới mới lạ lạ không. Này hạt điều. Một số nơi thì tôi còn nhớ là nếu mà trong trường hợp ăn bánh canh Trảng Bàng thì họ có cái giới thiệu một số cái loại rau như là rau rừng, lá quế dị, lá này lá kia. Ở đây thì tôi cũng mới ăn lần đầu cho nên không có biết là hình thức là như thế nào. Đây chắc cũng có bán những loại trứng khủng long cực to. Mình là người Việt Nam cho nên mình vẫn có một cái thói quen là đi và liếc vào cái bảng giá. Hay liếc vào cái bảng giá. Bánh canh, hủ tiếu, giò nạc, giò gân, thịt bắp, giá từ 4-35, nhỏ thì 35, lớn thì 40 các bạn. Bánh tráng, thịt luộc, lớn thì 101, nhỏ thì 60. Thực ra thì có cái niêm yết cái bảng giá này cho người ta xem rất là hay.
đây là bên phòng thường, à, bên kia thì phòng máy lạnh, đây là cái bên thường. Cũng có hôm nay là ngày 24, là ngày thứ bảy, nên lượng người chắc cũng ít người. Ủa có rồi hả? Wow, ngon quá. Ngon quá. Bánh canh hả ngoại? Ngon quá. Trái vụ vô cùng. Chú ăn chưa? Nó tự ăn nha. Mami khỏi đút nha. Cái gì ạ? Bánh canh Trảng Bà đặc sản của Tây Ninh.